Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Toyota Hilux sản xuất năm 2014, số sàn một cầu máy dầu. Vâng, hôm nay hiện tại thì Hà Nội đang là tâm dịch có Covid-19 nên Hà Nội đang áp dụng chỉ thị 16. Nên là chiếc xe này thì em bán đa số cho bác nào ở Hà Nội. Khu vực Hà Nội thì bên em giao dịch, giao xe tận nhà. Còn các bác ở tỉnh thì hết sức xin lỗi, bên em chỉ nhận cọc và giữ xe sau 10 ngày hết cách ly xã hội thì bên em sẽ giao xe. Hoặc các bác không xem xe không ưng thì bên em sẽ trả lại cọc cho quý anh chị ở tỉnh xa. Vâng, về chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2014 sau 7 năm sử dụng này đã chạy chuẩn cây số là 14 vạn. Vâng, sẽ có bảo hành, bảo dưỡng trên hãng Toyota. Đây là toàn bộ về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe. Xe sản xuất 2014, biển Hà Nội 29C39626. Chiếc xe màu vàng cát. Xe cam kết với quý anh chị 100% là nguyên bản, không đâm xô, biến dạng ô tô và kính và đèn. Máy số là nguyên zin, một dàn lốp thì mới thay. Xe có lịch sử bảo dưỡng trên hãng Toyota. Vâng, lịch sử bảo dưỡng bác chủ ngay cạnh Toyota Hà Đông đây. Và ngay gần nhà em đã mang xe bán cho em. Bên em vừa mới nhập về luôn. Và toàn bộ chiếc xe thì chưa dọn giữ vệ sinh gì. Hai bên sườn xe thì toàn bộ sơn zin còn 99%. Và xe thì máy số là nguyên zin. Với chất xe máy dầu mà sử dụng sau 7 năm 14 vạn thì quý anh chị cũng yên tâm, không phải lo nghĩ gì về máy số. Toàn bộ là nguyên zin, cam kết không đâm xô ngập nước, máy số nguyên zin. Anh chị em đến xem mà phát hiện ra đâm xô ngập nước, bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại. Tất cả chiếc xe thì toàn bộ kính đèn đều là nguyên bản theo xe. Và xe thì khá là đẹp. Với chiếc xe 2014 này thì cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe đẹp và bán tải. Đây là toàn bộ phần đèn của chiếc xe, đèn pha mặt ca lăng đều là nguyên zin. Cabo có nắp thở và toàn bộ cabo là sơn zin hết. Và các cái đường khe hở cánh cửa và cabo rất chỉ là đều nhau. Từ các cái ba đời sốc này, toàn bộ lốp thì bác chủ mới thay một dàn lốp rất chỉ là dày, nên là quý anh chị về không phải lo về phần lốp. Là răng đúc và toàn bộ lốp thì chạy còn khá là dài. Phần gầm của chiếc xe thì không chạy trong công trường nên là chiếc xe khá là đẹp. Toàn bộ phần gầm máy khô ráo và sạch sẽ, không có dấu hiệu bị móp méo ở cái phần bướng đây. Đấy, phần gầm cực kỳ khô và em chạy thử phần gầm thì khá là chắc chắn và ổn định. Tất cả các phần kính của chiếc xe Toyota Hilux này thì đều có thông số ở chữ Toyota và năm sản xuất số 4 đây, nên là liền đời theo xe. Quý anh chị yên tâm, bên em đã kiểm tra tất cả các kính, nếu mà sai bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại. Đây là toàn bộ táp ly cánh cửa của chiếc xe khá là đẹp. Về phần gầm phía sau của chiếc xe thì toàn bộ sắt xi, không bị mục mọt và không bị hoen gì do đi chạy vùng muối mặn. Và toàn bộ phần sắt xi đây không bị cắt nối. Hai bên đèn hậu của chiếc xe thì đều là nguyên bản từ đầu và khá là đều màu nhau. Tất cả cái bường của chiếc xe cản sau đều và vuông vắn, tất cả thì được trang bị bường mạ chrome và toàn bộ xe được trang bị camera lùi. Tất lốp sau, lốp sơ cua đều dày và đều như nhau, bác chủ trước thay nguyên một dàn luôn. Đây là phần lót thùng của chiếc xe, bên em vừa lấy từ nhà bác chủ về và chưa kịp dọn gì, đang còn nguyên trải sàn, bác chủ vứt đây. Và đặc biệt là các cái lót trải sàn này không bị móp méo và không bị chảy xước nên là khá là đẹp.
từ các cái ốc đèn, ốc tai đều nguyên bản chưa tháo lắp. Đấy. Đặc biệt là các phần chỉ cốp sau này đều là nguyên zin nên là không có dấu hiệu đâm xô từ phía sau, và ốc nguyên đai nguyên kiện. Tất cả xe là cam kết không đâm xô. Và toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da, nội thất ghế da khá là đẹp. Tất cả chiếc xe thì toàn bộ là nguyên bản. Và đây là cái vô lăng của chiếc xe, toàn bộ vô lăng khá là đẹp và nguyên thủy từ đầu, không có dấu hiệu bị mòn, do hai núm quài này không sử dụng mấy nên là không bị mòn về cái da gà. Và tất cả vô lăng đều là nguyên bản. Đây là số cây số bảo dưỡng, phiếu bảo dưỡng định kỳ này, biển 29C39626 này, và cây số 14,9 này. Đấy, 14,9 là đã thay dầu này. Tất cả các cây số ở trên đồng hồ cũng rất là chuẩn đây. Đấy, toàn bộ tất cả táp ly khá là mới và đẹp. Xe thì bác chủ giữ gìn và thay bảo dưỡng định kỳ, dầu mỡ, táp ly. Xe sử dụng số sàn một cầu. Đây là số sàn của chiếc xe, táp ly bóng khí là nguyên zin. Về táp ly bốn cánh cửa thì khá là đều nhau và không bị mòn và chưa có dấu hiệu bị sơn lại. Tất cả các cái phần chỉ của cánh cửa thì đều là nguyên bản từ đầu. Đây là các cái phần ốc cột của chiếc xe và tem mác nhà máy. Đây là tem mác sản xuất năm 2014. Đấy, tem mác của nhà máy Toyota. Xe ốc nguyên zin. Hai cánh cửa bên lái của chiếc xe thì chỉ zin 100%. Ốc khóa bản lề, ốc cánh cửa đều chưa tháo lắp. Tất cả các táp ly rất chi là mới và đẹp. Nội thất phía sau thì cực kỳ đẹp, không có dấu hiệu bị trời rách. Xe thì trần nỉ nguyên bản từ đầu quý anh chị ạ. Tất cả các góc quay này thì em quay cho quý anh chị xem vô lăng này, khá là mới, chất xe 14 vạn chuẩn. Không có đâm xô, biến dạng ô tô vỏ kính vỏ đen. Xe biển Hà Nội. Đây là hai cánh cửa của chiếc xe. Hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, táp ly khá là đều màu nhau, không có dấu hiệu bị thay thế. Và toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa đều là nguyên zin. Bậc lên xuống cột đều nguyên bản hết từ đầu. Một chiếc xe khá là đẹp. Tất cả các cái thông số kính thì đều của hãng Toyota và đều năm 2014. Đây, toàn bộ tay nắm, táp ly, cánh cửa, chỉ cánh cửa là nguyên bản từ đầu. Và kính thì đều có số 4 và của hãng Toyota theo năm sản xuất của chiếc xe. Đây là táp ly, chiếc xe được trang bị thêm màn hình cam lùi, điều hòa hai chiều, bậc lên xuống trải sàn ra, đã được bác chủ trước bọc trải sàn ra, và bậc lên xuống thì đều ốc cột chưa tháo lắp. Đấy, hai bên cột là tuyệt nhiên, không có dấu hiệu bị đâm xô. Về phần đầu và phần máy của chiếc xe thì máy rất chi là khô ráo, và tất cả các cái sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy khi bật capo lên đây còn nguyên bản, và tem mác đầy đủ nguyên zin. Máy rất chi là đẹp. Chất máy 14 vạn thì không có gì phải lo ngại cả quý anh chị ạ. Đấy, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy khi đang còn bẩn thế này đây. Sau 2 hôm nữa, xin lỗi quý anh chị, là sau khoảng vài ngày cách ly thì em chắc là phải chục ngày em mới dọn vệ sinh được. Tất cả chiếc xe thì nó khá là đẹp. Và đây toàn bộ ốc két nước này, chưa tháo lắp một chút nào. Và toàn bộ cái phần răng, phần răng này, mác này, Toyota này, sản xuất két nước này 2012 này, và đinh bấm, đinh dập này còn nguyên hết từ đầu nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm xô từ phía đầu của chiếc xe. Đấy, ốc cabo là nguyên zin theo thời gian, chỉ cabo nguyên bản, cabo có tem của Toyota, mác dập của Toyota hết đầy đủ. Đây là tem của chiếc cabo, đúng tem của nhà máy sản xuất luôn.
Máy thì khá là đẹp, khô ráo. Và cổ bô, cổ xả của chiếc xe vẫn sáng, vẫn thấy được sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động, máy dầu. Tất cả động cơ chạy khá là êm và ổn định. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Toyota Hilux 29C39626, xe biển Hà Nội, sản xuất năm 2014, số sàn một cầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu, nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến trên Nghĩa Quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.